hiện tại sẽ tính quá. Rồi, và theo ban của CCT cộng với đội đang nghỉ. Ok, xin cảm ơn trường hai tay ban trọng tài của tôi. Vừa rồi là một trọng tài thôi, trọng tài thứ hai tôi thấy rằng đội màu đỏ nhảy rất là đều, mặc dù chỉ có một động tác duy nhất thôi. Cộng thêm đội đỏ một điểm nữa. Đội màu xanh, tinh thần và các chị rất là tuyệt vời. Mặc dù tinh thần của chúng ta đã vượt qua được mọi cái thử thách, chúng tôi cộng thêm nửa điểm nữa. Cảm ơn vì màu áo đẹp. Ok, và bây giờ ba đội của chúng ta sẽ thảo luận với nhau và lấy tên một tên đội mình để sao cho hài hước nhất và ấn tượng nhất. Tôi xin mời các đội tăng một chút để thảo luận nhau xem lấy tên đội gì mình hài hước nhất, ấn tượng nhất, càng hài hước càng tốt. Các chị chúng ta hãy tự đặt tên đội mình làm sao cho hài hước nhất và ấn tượng nhất, thể hiện được cái tinh thần của các chị. Ok, đội bạn đã có đội rồi. Đội bạn muốn lấy tên là đội gì ạ? Đội bạn muốn lấy tên là đội cướp biển. Ôi trời ơi, cướp biển nguy hiểm quá. Vâng, đội màu xanh ạ. Màu xanh ta lấy tên là đội gì ạ? Đội Nhấp Nhô. Cướp biển Nhấp Nhô. Và đây, trời ơi, đội trưởng này có mặc quần không trời?